Cảnh sát Scotland đối đầu hổ dữ 45 phút mới phát hiện điều gây sốc. Sáu sĩ quan bao gồm một đội phản ứng có vũ trang đã có mặt tại hiện trường để bắt hổ. Mới đây, cảnh sát vũ trang đã được gọi đến một trang trại ở Scotland vì người dân báo có hổ trong sân, tờ Sui đưa tin. Nông dân Brurup gọi cảnh sát khi thấy con vật hoang dã trốn trong chuồng bò của ông. Ru sợ rằng đàn bò sẽ bị con hổ ăn thịt. Khi cảnh sát đến nơi, họ ngồi im trong xe ô tô để giữ an toàn họ trong chừng hổ gần một tiếng. Sáu sĩ quan, bao gồm một đội phản ứng có vũ trang, đã có mặt tại hiện trường. Họ gọi cho các vườn quốc gia để xem có con vật nào trốn thoát hay không. Nhưng người nông dân và cảnh sát càng ngày cảm thấy lạ khi con hổ không hề di chuyển trong suốt 45 phút. Do đó, Rưu dũng cảm dùng xe tải đến gần con hổ và phát hiện nó là một con thú nhòi bông. Rưu nói, tôi hoàn toàn không thể nghĩ nó là giả tôi rất sợ tôi lo rằng nó sẽ ăn tất cả đàn bò của tôi trước khi cảnh sát bắt nó cảnh sát cuối cùng cũng đến gần con hổ và mang nó về giữ làm kỷ niệm theo đời xuân lý do tại sao con hổ có mặt ở đây vẫn là một bí ẩn